Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn trận đấu chung kết đỉnh cao của giải cờ tướng chiến lược thể thao Trung Quốc năm 2011, khi mà bên đỏ đi tiên là danh thủ Triệu Quốc Vinh và người cầm bên đen là danh thủ Vương Tuấn Nhất. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Chứ将军。 吃。 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 吃。
吃 吃 吃 将军 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 吃 吃 将军 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 吃 将军 将军
将军。将军。将军。将军。吃。吃。将军。将军。将军。将军。将军。将军。吃。将军。将军。将军。将军。
吃 将军 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 Và tiếp theo sau phần cờ binh 1 binh 2 đến từ bên đen của vương, thì trong bối cảnh cờ 8 liền trên bên đỏ của danh thủ Trương Quốc Vinh, ông đã phải buông cờ xin thua cho mình cờ đó. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.